Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin của tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine ngày 24 tháng 9 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một cuộc không kích cùng ngày của Nga đã khiến một người chết và ba người bị thương ở thị trấn Bereslav trong tỉnh, theo trang tin The Kyiv Independent. Trước đó, ông Prokudin còn viết rằng cuộc pháo kích của Nga đã khiến một người chết và ba người bị thương ở tỉnh Kherson trong ngày 23 tháng 9. Đến khuya 24 tháng 9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc này. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tối 24 tháng 9 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn và hệ thống pháo M777 thuộc Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 126 của Ukraine ở tỉnh Kherson, theo hãng tin TASS. Cảnh sát và lính cứu hỏa làm việc tại địa điểm nhà kho bị hư hại trong cuộc tấn công bị cho là do Nga tiến hành ở tỉnh Kherson, Ukraine. Ngày 19 tháng 9, Reuters Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố các lực lượng nước này đã tấn công binh sĩ và thiết bị quân sự Ukraine ở 109 khu vực. Máy bay tác chiến chiến thuật và máy bay của lục quân, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm tác chiến Nga đã tấn công trạm chỉ huy và quan sát của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 126 gần khu định cư Bereslav ở tỉnh Kherson, nút liên lạc của Lữ đoàn máy bay số 77 của Ukraine gần khu định cư Kazovia ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, tự xưng, cùng nhân viên và thiết bị quân sự của đối phương ở 109 khu vực, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Đến khuya 24 tháng 9 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine. Ukraine bắn tên lửa Storm Shadow vào tổng hành dinh của lực lượng chính phủ Donetsk cùng ngày. Bộ Quốc phòng Nga ngày 24 tháng 9 tuyên bố hai máy bay không người lái, UAV, của Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ trên bầu trời của hai tỉnh Belgorod và Kursk thuộc Nga, theo hãng tin TASS. Vào khoảng 14 giờ 40 ngày 24 tháng 9 theo giờ Moscow, âm mưu tấn công khủng bố của chính quyền Kyiv nhắm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga bằng việc sử dụng máy bay không người lái có cánh cố định đã bị ngăn chặn. Các máy bay không người lái của Ukraine đã bị hệ thống phòng không bắn hạ ở các tỉnh Belgorod và Kursk, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Cùng ngày, tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một người dân đã bị thương trong cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào làng Novi trong tỉnh. Ngoài ra, tỉnh trưởng Roman Starovoy của tỉnh Kursk viết trên Telegram rằng quân đội Ukraine đã tiến hành 11 cuộc pháo kích vào quận Glasgow của tỉnh, theo TASS. Ukraine chịu trận tập kích đường không lớn nhất sau nhiều tháng, cắt điện trở lại. Đến khuya 24 tháng 9 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với những cáo buộc trên. Trong khi đó, cơ quan tình báo quân sự Ukraine, SUA, cho rằng những thành phần phá hoại không rõ danh tính đã tấn công các cơ sở quân sự ở hai tỉnh Moscow và Kaluga của Nga vào đêm ngày 24 tháng 9, theo trang The Kyiv Independent. Tờ The Wall Street Journal ngày 23 tháng 9 đưa tin quân đội Nga đã thích ứng một cách đều đặn với những thay đổi trên chiến trường ở Ukraine, và đang thể hiện khả năng học hỏi từ những sai lầm ban đầu. Khả năng thay đổi chiến thuật có thể gây khó khăn cho Ukraine trong việc đẩy lùi lực lượng Nga khỏi lãnh thổ, theo The Wall Street Journal. Cũng theo tờ báo Mỹ, Moscow hiện đang chuyển sang chiến lược. Quan chức NATO cảnh báo giá đạn dược tăng do xung đột Ukraine. Sau những bước tiến của quân đội Ukraine ở tỉnh Kharkiv vào mùa thu năm ngoái, Moscow đã dành nhiều tháng chuẩn bị hệ thống phòng thủ trước cuộc phản công hiện tại của Ukraine, theo The Wall Street Journal. Vì những hệ thống phòng thủ đó, các lực lượng Ukraine đã tiến chậm trong vài tháng qua, đối mặt với những bãi mìn dày đặc, trực thăng, tên lửa chống tăng và pháo binh của Nga. Cũng theo The Wall Street Journal, Moscow đã triển khai nhiều loại máy bay không người lái, UAV, khác nhau để nhắm vào các vị trí của Ukraine, gây khó khăn cho Kyiv trong việc đối phó. Quân nhân Nga cầm súng chống máy bay không người lái trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine chụp màn hình AT. Tác chiến điện tử cũng đã được sử dụng trên quy mô lớn. Khi binh sĩ Ukraine hoạt động gần thành phố Bakhmut phàn nàn rằng họ mất hàng chục UAV mỗi ngày vì thiết bị gây nhiễu của Nga đã hạ gục chúng trên lãnh thổ của đối thủ, theo The Wall Street Journal. Ngoài ra, hệ thống dẫn đường đã được lắp đặt trên những quả bom cũ của Nga, thường được triển khai từ các máy bay bên ngoài không phận Ukraine, khiến các lực lượng Ukraine gặp khó khăn trong việc phát hiện và bắn hạ chúng bằng máy bay thời Liên Xô, theo The Wall Street Journal. Mỹ học hỏi từ cuộc đấu, mèo đuổi chuột, tác chiến điện tử trong xung đột Ukraine. The Wall Street Journal còn lưu ý Moscow đã di chuyển các sở chỉ huy và kho vũ khí của mình ra xa tiền tuyến, nằm ngoài tầm bắn của các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao, SIMARS, do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga cũng đang thích ứng, tìm cách duy trì và thậm chí tăng cường sản xuất quốc phòng về một số mặt hàng bất chấp các lệnh cấm vận, theo The Wall Street Journal.